Hi, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trải bài này là tổng quan năng lượng tháng 5 của các bạn cung Thiên Yết. Và thứ tự của trải bài lần sau sẽ phụ thuộc vào lượt like ở trên YouTube và lượt tim ở trên TikTok nhé. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ trong tháng 5 này các bạn sẽ là người chấm dứt hoặc là kết thúc một sự việc gì đó, một mối quan hệ, hoặc là đơn giản là bạn muốn thay đổi hẳn một cái gì đó trong cuộc sống của bạn. Dứt khoát những gì khiến cho bạn tiếc nuối, buồn tủi và mở ra cho mình nhiều hy vọng mới trong cuộc sống, trong tương lai. Bạn đang muốn hướng đến cuộc sống của mình theo một cách ổn định trong các mối quan hệ hoặc là trong cuộc sống, trong kinh tế. Nhưng mà cái ổn định ở đây không phải là gấp khuôn khổ, mà là bạn muốn có một cái gì đó bền, có thể là ổn định để đi lâu dài. Nhìn chung thì mình thấy trong tháng này thì các bạn làm việc với bản thân của các bạn nhiều, năng lượng là như vậy. Mình xin đến với phần trải bài về công việc học tập của các bạn trong tháng 5 này. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là trong tháng này sẽ có một sự kiện nào đó xảy ra với bạn, và bạn phải kết thúc một dự án, một dự định nào đó của bạn, vì vũ trụ thấy điều mà bạn đang làm là một điều có thể là không đúng cho cái hướng đi của bạn. Và vũ trụ sẽ đưa đến một cái sự việc, cái sự kiện nào đó mà đẩy bạn, bắt buộc bạn phải kết thúc cái quá trình mà làm về cái mảng công việc đó của bạn, để muốn tốt cho bạn và muốn cho bạn phải suy nghĩ thật kỹ và bắt đầu lại những việc hợp với bạn hơn. Nếu như ở đây mình có thấy một trường hợp là nếu như bạn giống như là có hai tính cách vậy. Một là rất là nhiệt huyết, máu lửa, sức trẻ và thích làm gì thì làm. Nhưng mà một mặt khác của bạn lại là một người suy nghĩ rất nhiều, tính toán, chi li từng tí, và muốn đạt được mục tiêu gì thì sẽ tìm mọi cách để đạt được. Thì thời gian này vũ trụ muốn bạn phải thực sự tập trung vào bản thân của mình, suy nghĩ thật kỹ những gì mình làm rồi hãy mới bắt đầu lên kế hoạch hẳn hoi và kỹ càng chắc ăn với cái quyết định đó của mình. Khi mà bắt tay vào làm thì nên chắc chắn vào những cái việc đó. Mình xin đến với phần trải bài chuyện tình cảm, các mối quan hệ của các bạn trong tháng 5. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ trong tháng này các bạn sẽ có khá nhiều đối tượng đến với bạn, và có một đối tượng nào đó sẽ khá hợp với bạn, hoặc là cái người mà bạn đang cũng có tình cảm với họ. Nếu như các bạn đang là người có đối tượng hoặc là trong mối quan hệ, thì mình thấy là trong tháng này các bạn vẫn hành động chủ động cho cái đối phương đó biết, nhưng mà bạn sẽ tiết chế lại. Và vì một điều nữa là bạn biết được giá trị bản thân của mình, là mình cũng là một người có những mối quan hệ xung quanh, những mối quan hệ khác, và bản thân mình cũng có cái tôi riêng, giá trị riêng, nên là bạn cũng muốn được nhận sự tôn trọng từ họ. Và có một điều nữa mình nhìn thấy là có một đối tượng khá là hợp với bạn, có thể gọi là soulmate của bạn. Thì cái soulmate này là soulmate đến với bạn theo mối quan hệ tình cảm. Bởi vì soulmate có nhiều loại, là tri kỷ, bạn tâm giao và cũng có thể là tình cảm. Thì cái soulmate này là soulmate đến về tình cảm, và mình thấy là khi mà hai bạn gặp nhau thì hai bạn khá là bị thu hút bởi nhau. Và cái người này cũng sẽ không ngại thể hiện tình cảm của họ cho bạn biết, nhưng mà bạn thì có vẻ hơi e dè. Và tháng năm này có một lời khuyên là nếu như mà bạn cũng có tình cảm với họ thì bạn cũng nên cho họ tín hiệu hoặc là bật đèn xanh. Bởi vì mình thấy là nếu như bạn cứ giấu cái cảm xúc của mình vào trong thì một ngày nào đó cái người này sẽ cảm thấy như là bạn không thích họ.
Nếu như họ có đối tượng khác tốt hơn thì họ sẽ chọn người tốt hơn và chủ động có tình cảm với họ. Không phải là họ sẽ bỏ đi, họ sẽ rời đi vì một cái đối tượng nào đó tốt hơn, nhưng mà đó là sự lựa chọn của mọi người, ai cũng có quyền được lựa chọn. Bởi vì mình nghĩ là chuyện tình cảm thì nên từ hai phía. Nếu như bạn có tình cảm với họ thì bạn cũng nên bật cho họ một cái tín hiệu nào đó để họ biết là họ nên dừng lại hay họ nên đi tiếp cái mối quan hệ này. Bởi vì mình chỉ sợ là bạn sẽ tiếc nuối hoặc là bỏ lỡ một người hợp với bạn bởi vì sự bị động của bạn, không chủ động của bạn.